Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tính cách, sự nghiệp tuổi Mậu Tý sinh năm 2008. Mậu Tý là người thông minh, lanh lợi, tinh thông văn võ, sinh con sớm thì được nương nhờ, sinh con muộn thì phải giữ gìn sự bình yên. Vợ chồng hòa thuận, có nhiều tiền của, cuối đời sống thịnh vượng, là nữ thuộc kiểu người có tài, có đức, sự nghiệp phát đạt. Theo quan điểm truyền thống đánh giá, đây là người có tính chu đáo, tỉ mỉ, thông minh, linh hoạt, có tài, là người khéo léo trong giao tiếp. Họ yêu thích mọi hoạt động, dù vì tinh thần đạo nghĩa hay vì vật chất, người này đều hăng hái tham gia. Họ có tính cách hào phóng và tấm lòng nghĩa hiệp, là người khẳng khái, phóng khoáng, bộc trực nhưng thiếu tính kỷ luật. Thích lối nghĩ, thiên về tình cảm, không thích sự ràng buộc và quản thúc, thích sống tự do. Đối với người có tính độc lập rất cao này, rất thích hợp với nghề tác giả, tuyên truyền và một số nghề có tính nghệ thuật. Tất nhiên tính cách của người này thường xuyên gây ra những sóng gió trong sự nghiệp và tài chính của mình. Là người biết tiết kiệm lại chi ly tính toán nên thường dành dụm tích góp được một số tiền khá lớn. Cả cuộc đời rất ít khi nghèo khó hoặc buồn phiền vì nghèo khổ. Họ có kế hoạch cho cuộc sống, sống chừng mực nên có cuộc sống khá sung túc, đầy đủ. Nhưng do thích xã giao và làm vừa lòng người khác nên nhiều khi dễ bị kẻ xấu lừa đảo. Hoặc tuy cẩn thận, thận trọng nhưng do có tâm lý cầu may, hám lợi nên có thể bị dụ dỗ, lôi kéo và đam mê may rủi như cờ bạc, chứng khoán v.v. dẫn đến khuynh gia bại sản. Không có duyên với giàu sang phú quý, có được cuộc sống sung túc chủ yếu dựa vào cần kiệm, tích cóp và chịu khó vươn lên. Nhưng do không hiểu rõ về tiền bạc, khả năng quản lý kém, không giỏi kinh doanh, chỉ biết mang số tiền tích cóp được đi gửi tiết kiệm. Hy vọng chúng sinh sôi nảy nở qua lãi suất nên thường chỉ có được chút lãi nhỏ đủ để duy trì hưởng thụ cuộc sống ở mức vừa phải. Hòa đồng với mọi người, là người biết giao tiếp, thích tụ tập bạn bè, thích nơi đông người, với không khí sôi động, náo nhiệt chứ không chịu nổi cuộc sống im lặng, buồn tẻ. Thích tổ chức các cuộc họp mặt, gặp gỡ, giao lưu, biết làm cho mọi người luôn vui vẻ, rất biết trân trọng các mối quan hệ, vì thế mà cũng có được nhiều bạn bè, luôn biết tươi cười dù gặp phải khó khăn hay buồn chán. Chất phác, thành khẩn, dù là trong cuộc sống hay trong quá trình lập nghiệp, họ đều chất phác, thành khẩn, sống thành thật, thẳng thắn và cởi mở với mọi người là ưu điểm của họ. Họ cũng không thích thể hiện mình, không ra oai, ra vẻ ta đây, không tỏ vẻ uy hiếp người khác, không coi thường người khác, nhưng họ không chịu khuất phục số phận, vẫn âm thầm phấn đấu vươn lên. Chỉ có như vậy, tiền đồ và sự nghiệp của họ mới thuận lợi, hanh thông, thuận buồm xuôi gió, ít gặp trở ngại.